Ở đây tôi xin sự trợ giúp của khán giả. Cái thang của khán giả. Vâng, xin hỏi ý kiến khán giả. Tôi xin đọc câu hỏi và các gói trả lời khán giả cùng sự vai trợ giúp cho anh Nguyễn Mạnh Toàn. Cô gái nào đã giành danh hiệu Hoa hậu thân thiện Việt Nam năm 2016? A. Giang Lê. B. Mai Phương Thúy. Xin chào khán giả. Về anh đứng ạ. Anh đổi điện thoại. Nhưng mà không có câu nào nói về Long Dương cả. Đúng rồi chúng ta. Nói về Long Dương. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có từ nào là Long Dương từ nào là Long Dương. Thế tụi mình đố anh.